loại thơ liên trưởng để bốc vào không nghe. Đây liên trưởng bài thơ tâm sự thế này. Ôi may đấy thằng Đâm đấy. Hai bài thơ gọi là thơ xịn của nào để trong tủ nhưng mà lúc bây giờ nó đi lục đè tivi thì chết. Mấy đâu nghĩ ra đến lúc ông Hiếu bảo thôi cái tiêu đề kia ông có nhớ tiêu đề có nhớ ta làm thơ là phải nhớ sau về sau nhớ ra nó làm ra hai cái bài thơ tiếp cho cháu thơ biết, làm tại chỗ quên cả cả mừng cháu cái phong bì lại tôi để cho ông về chủ trương vậy. Bài thơ thì có ba phần cảm xúc, lời dạy và lời chúc. Con nhà cái thành cháu nhà bác Lan đấy. Đôi lời tâm sự với Long Hải Huyền Trang. Huyền Trang Long Hải thật đẹp đôi, từ đấy lòng mình ông có lời, Loan Phượng sánh đôi ôi đẹp quá, trăm năm quả tuyệt vời. Công lao của mẹ của cha thật như trời biển bao la nghĩa tình, cháu đi xây dựng gia đình, cháu chưa hiểu hết nghĩa tình mẹ cha, bao giờ cháu sinh con ra, bây giờ mới hiểu công cha mẹ mình. Chúc cho Long Hải, Huyền Trang, dâu Hiền, rể Thảo, họ hàng đều vui. Chúc cho hai cháu của tôi sống vui hạnh phúc cuộc đời hiển vinh, nuôi dạy con cái ở con cháu của mình học hành thành đạt trưởng thành đi lên, mãi là dâu Thảo rể Hiền, tâm trong trí sáng vững bền nghe không, có hoài bão lớn không dừng, công cha nghĩa mẹ xin đừng có quên. Rúm 18/12/2016, ông của hai cháu tuổi 80, Lê Ninh. Đây bài 1. Cái bài thứ hai tên là Góp vui cùng hôn lễ, bài thơ đôi dòng liên tưởng xa xưa. Đây Góp vui, cái bài là dặn dò lời dạy, nhưng đây Góp vui thôi. Mắt Huyền thường đẹp đó thôi, tên Trang cũng đẹp cuộc đời hiển vinh, long rồng hải biển nghĩa tình, chuyện xưa cổ tích dân mình đều hay. Huyền Trang cách mạng trước đây, tiên rồng sử sách nhớ ngày xa xưa. Lạc Long cùng với Âu Cơ, cháu con rừng biển cơ đồ dựng xây, để cho nước Việt hôm nay sánh vai cường quốc tràn đầy niềm vui. Hội nhập quốc tế kịp thời, Việt Nam giàu mạnh dân thời ấm no. Huyền Trang Long Hải tiền đồ, giàu sang phú quý ước mơ thành tài. Ông mong hai cháu cuộc đời xứng danh tiên tổ một thời liệt oanh. Ngày nay có Đảng quang vinh, ơn nhờ Đảng bác dân mình ấm no, nhân dân tiến bước dưới cờ, một lòng tin theo Đảng, cơ đồ dựng xây. Rừng vàng biển bạc hôm nay, quyết tâm gìn giữ chung tay mà làm. Cháu tên và gọi Huyền Trang, bạn đời Long Hải ông làm bài thơ, đôi dòng liên tưởng xa xưa, ngày nay theo Đảng dưới cờ tiến lên, noi gương truyền thống tổ tiên, Huyền Trang, dâu Hiền, rể Thảo Hải Long. Hai bên bố mẹ vui lòng, hai họ cũng thật vui lòng. Ông đây xin chúc Huyền Trang, Long Hải hạnh phúc, trăm năm mạnh giàu. Ông của hai cháu, Lê Ninh. Tôi xin chúc mọi người có mặt tại hội hôn hôm nay vạn sự như ý, sức khỏe và thành công. Xin cảm ơn. Hai bài. Đây là bài liên tưởng xa xưa. Lạc Long Quân lấy Âu Cơ sinh ra, trăm người con, 50 lên rừng, 50 xuống biển. Thế Long Hải. Ông ngữ ý, ý về đấy. Còn Huyền Trang là một nhân vật lịch sử cách mạng. Long Quân đấy. Trong thời kỳ chống Pháp. Chống Pháp ở trong Mỹ bộ. Chống Pháp. Huyền Trang là chống Pháp. Vâng. Từ hôm nọ nay toàn kỷ niệm mà chống Pháp đấy. Thế đúng là ngày 19/12 nhé. 46 năm 46. Thế là nghĩ đến Huyền Trang và Long Hải, nghĩ đến Âu Cơ là Long Quân, Huyền Trang là nữ cách mạng. Thế liên tưởng cái bài này. Cái thời con này xem cái phim Biệt Động Sài Gòn này có Huyền Trang. Huyền Trang đấy. Đây là chống Mỹ chứ? Chống Pháp. Ôi, chống Mỹ. Chống Pháp ngày xưa có Huyền Trang. À, chống Pháp à? Tưởng chống Mỹ. Chống Pháp cũng Huyền Trang. Cái đấy là Biệt Động Sài Gòn.